Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung người chồng kín tiếng của danh hài Vân Dung. Vân Dung là nữ danh hài tài sắc của làng hài phía Bắc, không chỉ gây chú ý bởi nghiệp diễn mà còn bởi câu chuyện hôn nhân ly kỳ, bí ẩn nhất giàn táo quân. Suốt những năm qua, người ta chỉ biết mặt chồng Vân Dung qua một vài bức hình đã ngả màu thời gian. Vân Dung giấu tịt tất tần tật thông tin về bố của con trai, chỉ gói ghém góc riêng tư bằng việc từ chối tất cả những câu hỏi liên quan đến gia đình. Khá nhiều người đều biết khi mới yêu nhau, Vân Dung và chồng bây giờ đã bị cả hai bên gia đình phản đối dữ dội. Nhưng vừa qua nhiều khó khăn trở ngại, hai người vẫn quyết tâm đến với nhau và ở bên nhau dù cho cuối cùng là chồng nam vợ bắc. Thậm chí không chỉ là khoảng cách địa lý đã bị xóa nhòa mà tình cảm cũng vô cùng gắn bó. Ít ai biết, Vân Dung và mẹ chồng rất hợp nhau, dù chỉ thi thoảng gặp nhau nhưng hai mẹ con trò chuyện vui như Tết. Mẹ chồng Vân Dung luôn ủng hộ, bênh vực chị và chiều chị như con gái. Chị chia sẻ, vợ chồng với nhau là cái duyên cái số, xa hay gần không quan trọng, miễn là chúng ta phải yêu thương nhau, cởi mở với nhau và sống hết lòng với nhau, chỉ thế thôi là gia đình sẽ hạnh phúc. Vân Dung tự nhận, mình không phải là mẫu phụ nữ của gia đình, thời gian chị đi làm nhiều hơn ở nhà. Cô hám ánh đèn sân khấu tối nỗi, lúc mới sinh xong cu nhím, phải ở nhà một mình, thấy bạn bè đi diễn là tủi thân. Bứt rứt quá, chị đòi chồng cho đi làm, chồng không đồng ý chị năn nỉ không được thì cứng rắn hơn một chút. Cuối cùng, chồng yêu, chồng thương cũng phải chiều vợ. Tính tự lập, niềm đam mê đã kéo tôi vào công việc, phần nào lơi lỏng trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ trong gia đình. Nhưng tôi nghĩ mình đã quyết định đúng. Trong xã hội hiện đại, người phụ nữ không thể ở nhà nấu cơm, giặt quần áo giống như một người giúp việc được, mà phải tham gia vào các hoạt động xã hội. Vân Dung chia sẻ, sau 2 năm thiêu chồng vào thành phố Hồ Chí Minh, sinh con, Vân Dung quyết định quay ra trở lại Hà Nội. Lý do đơn giản, chị nhớ công việc ở nhà hát tuổi trẻ và thấy chưa thể hòa nhập với lối sống phương Nam. Vợ chồng tạm ly biệt Nam Bắc, Vân Dung buồn lắm, nhưng phần nào được an ủi vì cu nhím theo mẹ ra sống ở Hà Nội. Vân Dung luôn muốn gia đình được đoàn tụ một chỗ, nhưng công việc kinh doanh của chồng ở thành phố Hồ Chí Minh chưa sắp xếp được, nên đến giờ này họ vẫn phải chờ đợi ngày gia đình đoàn tụ. Vì hoàn cảnh chồng Nam vợ Bắc, Vân Dung thương cu nhím lắm. Cô tâm sự, dù rằng bố nhím, ông bà nội hầu như ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với cháu, nhưng dù sao, nhím vẫn thiếu thốn tình cảm của người cha. Ngày còn bé, nhiều lần nhím cứ hỏi mẹ, sao bố không đưa đón con đi học như các bạn khác, mình buồn đến quặn lòng mà không biết trả lời sao. Vậy nên, cứ có thời gian rảnh, chị lại đưa con vào chơi với ông bà nội và bố, nhưng vì công việc, chị lại không thể ở đó cùng con. Thành ra nhím được đi chơi với bố thì thiếu mẹ, đi với mẹ thì thiếu bố. Nhiều lúc dẫn con đi chơi, nhìn gia đình người ta, đầy đủ vợ chồng, chị chạnh lòng lắm. Nhưng biết làm sao, ông chờ cho mỗi người một số phận, một cuộc đời. Nói về cuộc sống gia đình chị bộc bạch, vì hoàn cảnh mạ vợ chồng tôi mới phải xa nhau đến vậy. Điều đó rất thiệt thòi cho người phụ nữ và con cái. Sau này khi cu nhím lớn lên, hai vợ chồng chắc sẽ phải dọn về một chỗ để ở chung. Tuy nhiên, cũng có tin đồn về chuyện Vân Dung ly dị chồng. Vân Dung tiếp tục không lên tiếng về những tin đồn, cũng như rất nhiều lần khác, chị bỏ ngoài tai những chuyện đó. Và đến tận bây giờ, hôn nhân của Vân Dung vẫn nằm trong vòng bí mật. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.